Ngày 8 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức biểu dương nhân dân và cán bộ cảnh sát quận Cầu Giấy đã có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra vào ngày 7 tháng 5 tại cửa hàng vàng Bạc Tuấn Đãi ở số nhà 195 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy. Đối tượng là Cao Văn Kiên, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Trước đó, đối tượng đã khống chế người bán hàng và cướp số tài sản tổng cộng 140,5 chỉ vàng. Ngay sau khi đối tượng gây án và tìm cách bỏ trốn, các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự công an quận và công an phường Dịch Vọng Hậu cùng với sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân đã nhanh chóng đuổi bắt được đối tượng. Cùng với việc làm trên, việc phá nhiều trọng án trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây của lực lượng công an đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự của thành phố, đặc biệt vào dịp chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 13 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng tôi đã có xây dựng các cái phương án từ cấp quận huyện, từ cấp cơ sở, có thể nói là từ từng hòm phiếu một, đều đã có nhiệm vụ giao chi tiết cho các cái từng hòm phiếu, từng cái địa điểm bỏ phiếu. Thế và đặc biệt là những cái địa điểm bỏ phiếu mà có các cái cơ quan doanh nghiệp, thế rồi các cái đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đến tham gia bỏ phiếu làm nhiệm vụ cử tri thì đã được giao nhiệm vụ rất là cụ thể. Và từ khi trang trí tuyên truyền cho đến niêm yết các danh sách cử tri, thế rồi các ứng cử viên là đều được bảo vệ một cách chu đáo. Nhằm động viên kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ án trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch quận Cầu Giấy đã có quyết định khen thưởng các cán bộ cảnh sát và quần chúng nhân dân, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự thủ đô. Sáng ngày 8 tháng 5, Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono đã gặp Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và Thủ tướng Campuchia Hun Sen để thảo luận tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước này. Trước khi diễn ra, cuộc gặp này được kỳ vọng là bước tiến trong giải quyết xung đột hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, cuộc gặp đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá mới nào. Cuộc gặp không được định trước giữa các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia bên lề hội nghị cấp cao ASEAN 18 do Tổng thống nước chủ nhà Indonesia chủ trì đã kết thúc mà không đạt được bước tiến mới. Sau cuộc họp, Thủ tướng Thái Lan và người đồng cấp Campuchia không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo nhất trí sớm tiến hành cuộc gặp cấp ngoại trưởng song phương để thảo luận giải pháp tháo gỡ xung đột. Theo Tổng thống Indonesia, việc hai nhà lãnh đạo gặp nhau là một dấu hiệu tốt giúp giải quyết vấn đề. Vấn đề tranh chấp biên giới và xung đột căng thẳng thời gian qua giữa Thái Lan và Campuchia là một trong những chủ đề của hội nghị cấp cao ASEAN lần này, để nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực, cũng như lộ trình xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Với tư cách là nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2011, Indonesia đang nỗ lực tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á. Ngày 8 tháng 5, lực lượng an ninh Afghanistan đã giao tranh với quân Taliban tại thành phố Kandahar, miền nam nước này. Đây là ngày thứ hai liên tiếp xảy ra giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban sau khi quân Taliban tiến hành các cuộc tấn công bằng súng, phóng lựu và đánh bom liều chết nhằm vào các tòa nhà của chính phủ. Theo nguồn tin của cảnh sát, các vụ đổ súng giữa lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban trong suốt đêm 7 tháng 5 đã làm 18 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương, trong đó có 24 cảnh sát Afghanistan. Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong của phía quân Taliban. Người ta vẫn tiếp tục nghe thấy các tiếng nổ lớn và tiếng súng hạng nặng do giao tranh tiếp diễn tại hai khu vực trong thành phố. Lực lượng an ninh Afghanistan với sự hỗ trợ của lực lượng liên quân do NATO đứng đầu đang tiếp tục truy quét các tay súng Taliban. Trong một tuyên bố được đăng tải trên truyền hình trước đó, chính quyền tỉnh Kandahar cho biết các tay súng Taliban đã chống trả rất quyết liệt. Tuy nhiên, các nhà chức trách Afghanistan khẳng định Taliban sẽ bị tiêu diệt từng tên một. Lực lượng Taliban đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công cùng một lúc nhằm vào văn phòng của chính quyền thành phố Kandahar cũng như các đơn vị của cơ quan tình báo và cảnh sát Afghanistan. Lực lượng này cho biết những vụ tấn công này là một phần trong kế hoạch tấn công bắt đầu cách đây một tuần, đồng thời khẳng định những vụ tấn công này không phải để trả thù cho cái chết của chùm khủng bố Osama Bin Laden. Thành phố Kandahar được coi là quê hương của quân Taliban. Nơi này luôn diễn ra các chiến dịch quân sự giữa quân chính phủ và lực lượng Taliban. Các lãnh đạo quân sự của Mỹ và NATO tại đây cho biết đã kiểm soát được phần nào an ninh tại đây. Song trên thực tế, nơi đây luôn diễn ra giao tranh bất ổn. Ngày 8 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Park đã bắt đầu chuyến công du một tuần tới Đức, Đan Mạch và Pháp nhằm thúc đẩy quan hệ với các nước này trước khi Hiệp định Tự do Thương mại Hàn Quốc và Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới.
Theo kế hoạch, Tổng thống Lee Myung-bak sẽ gặp Tổng thống Đức Christian Ufer, Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về việc mở rộng đầu tư thương mại song phương, trong đó có lĩnh vực năng lượng tái chế. Tại Copenhagen, Đan Mạch, hai bên sẽ ký hiệp định quan hệ đối tác chiến lược chung và nhiều thỏa thuận khác nhằm phát triển thêm những dự án liên doanh về năng lượng tái chế. Ngày 14 tháng 5, Tổng thống Lee Myung-bak sẽ thăm Pháp, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu, và gặp Tổng thống Nicolas Sarkozy. Tuần trước, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua thỏa thuận thương mại tự do với EU, mở ra cơ hội để các công ty Hàn Quốc đẩy mạnh hoạt động tại thị trường lớn nhất thế giới này. Trước đó, Nghị viện châu Âu cũng đã thông qua FTA nói trên, coi đó là hiệp định quan trọng mang tính bước ngoặt vì cả EU và Hàn Quốc đều có thể cắt giảm 98% thuế hải quan trong vòng 5 năm tới. Năm 2009, trao đổi thương mại song phương Hàn Quốc-EU đạt 53,5 tỷ euro, tương đương 72,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Hàn Quốc chủ yếu xuất khẩu sang EU ô tô, tàu biển, đồ điện tử và chất bán dẫn, với kim ngạch lên tới hơn 43,5 tỷ đô la Mỹ. Ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Ai Cập Essam Sarat yêu cầu họp nội các khẩn cấp và quyết định hoãn chuyến thăm tới vùng vịnh sau khi xảy ra các vụ xung đột tôn giáo giữa những người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo tại thủ đô Cairo, làm 10 người thiệt mạng và 186 người bị thương. Theo người phát ngôn của chính phủ Ai Cập, Thủ tướng Sarat đã yêu cầu tiến hành họp nội các khẩn cấp để thảo luận về các vụ xung đột đáng tiếc xảy ra tại Imbaba, tây bắc thủ đô Cairo. Người phát ngôn cũng cho biết, Thủ tướng Sarat cũng quyết định hoãn chuyến thăm tới Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, dự kiến diễn ra ngày 8 tháng 5. Trước đó, ngày 7 tháng 5 đã xảy ra các vụ xung đột tôn giáo giữa những người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo tại Imbaba, khiến 10 người thiệt mạng và 186 người khác bị thương. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 6 người Hồi giáo và 3 người Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, theo cha Hemina, một linh mục của nhà thờ, hầu hết những người thiệt mạng và bị thương là người theo đạo Thiên Chúa giáo, do những người đạo Hồi đã phóng hỏa nhà thờ, ném bom xăng và gạch đá. Những người bị thương đã được đưa tới 4 bệnh viện trong thành phố để điều trị. Theo cảnh sát Ai Cập, nguyên nhân dẫn đến các vụ xung đột đáng tiếc này là do những người Hồi giáo tấn công nhà thờ Thiên Chúa giáo Saint Mena để giải thoát cho một phụ nữ Thiên Chúa giáo mà họ cho là bị giam giữ do muốn cải đạo sang đạo Hồi. Lực lượng an ninh đã được triển khai để ổn định tình hình. Trước đó, ngày 1 tháng 5, chính quyền Ai Cập đã cảnh báo sẽ sử dụng các biện pháp mạnh để xử lý bất cứ ai có hành động kích động xung đột tôn giáo. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Argentina, kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp của Ecuador công bố ngày 8 tháng 5 cho thấy 62% số cử tri nhất trí bổ sung một số điều vào bản hiến pháp 2008 và tiến hành cải cách pháp lý theo sáng kiến của chính phủ cánh tả của Tổng thống Rafael Correa. Mặc dù kết quả bỏ phiếu chưa được công bố chính thức, song Tổng thống Correa đã tuyên bố thắng lợi và lãnh đạo các đảng phái đối lập cũng chấp nhận thất bại. Những người ủng hộ chính phủ cũng đã bắt đầu tổ chức ăn mừng một vài giờ sau khi cuộc trưng cầu dân ý kết thúc ngày 7 tháng 5. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Correa cho biết sẽ tiến hành ngay lập tức việc tái thiết hệ thống pháp lý và điều chỉnh luật đối với các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng ta sẽ tiến hành nhiều thay đổi lớn trong thời gian 18 tháng tới. Chúng ta sẽ phải đối mặt với sự phản đối của các thế lực ngầm trong bộ máy tư pháp. Giới phân tích đánh giá kết quả cuộc trưng cầu dân ý lần này sẽ giúp tăng uy tín của Tổng thống Correa và tạo thuận lợi cho mục tiêu tranh cử của nhà lãnh đạo cánh tả này vào năm 2013. Tại cuộc trưng cầu dân ý lần này, các cử tri phải trả lời 10 câu hỏi, trong đó một nửa liên quan tới bổ sung hiến pháp 2008, nửa bật là các gợi ý về việc thay đổi thời hạn tạm giam, hủy bỏ việc áp dụng bảo lãnh tạm giam đối với những tội danh nghiêm trọng, thay đổi cách thức xác định thành viên của Hội đồng Tư pháp, Tòa án tối cao và hoạt động của thể chế này. Ngoài ra, còn có các nội dung cấm các chủ sở hữu, cổ đông lớn hay lãnh đạo cấp cao của các cơ quan truyền thông hoặc thể chế tài chính tư nhân tham gia các lĩnh vực kinh doanh khác hay thành lập hội đồng điều tiết để quản lý thông tin. Những câu hỏi còn lại xoay quanh việc đưa hành động làm giàu không chính đáng thành tội hình sự, cấm kinh doanh sòng bạc, trung tâm cá độ, cấm giết thú vật chỉ để phục vụ mục đích giải trí và áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các hợp đồng lao động. Đảng Liên minh Đất nước Cầm quyền khẳng định thắng lợi của cuộc trưng cầu lần này sẽ là một bước tiến quan trọng nữa của cuộc cách mạng công dân được khởi xướng từ năm 2007. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra tuần qua. Tuần qua, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội đã tràn ngập khắp nơi trên cả nước. Từ nông thôn tới thành thị, từ biên giới cho đến hải đảo xa xôi của Tổ quốc, chính quyền các cấp,
cùng người dân chung sức chung lòng gấp rút hoàn thiện những công việc chuẩn bị cuối cùng tại các tổ bầu cử. Cũng thời điểm này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cũng dành trọn thời gian, tâm huyết cho các hoạt động tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo luật định, lắng nghe những đề xuất kiến nghị từ cử tri cũng như trình bày chương trình hành động từ phía các ứng cử viên đã mang đến không khí dân chủ cởi mở, sôi nổi cho đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn dân nhằm lựa chọn những người ưu tú nhất vào cơ quan quyền lực tối cao của đất nước. Với sự chuẩn bị chu đáo, lòng hiếu khách, với tinh thần làm việc khẩn trương hiệu quả, Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44, lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức, đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình nghị sự đề ra. Bên cạnh nhiều sáng kiến quan trọng vì mục tiêu hợp tác và phát triển trong thời gian tới, ADB đã tập trung thảo luận về các thách thức của kinh tế khu vực, trong đó chú trọng những biện pháp hỗ trợ cho các nền kinh tế đang phát triển và các dự án hỗ trợ người nghèo, đảm bảo sự phát triển ổn định. Với nền kinh tế Việt Nam, ADB tin tưởng rằng việc triển khai nghị quyết 11 của Chính phủ sẽ giúp kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2011, nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực tác động đến đời sống của người dân như quy định tăng lương cơ bản lên 830.000 đồng một tháng, chính thức sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ theo thông tư của Bộ Tài chính, đồng thời sẽ áp dụng mức phí mới đối với môi giới chứng khoán. Cũng từ ngày 1 tháng 5, các tổ chức tín dụng sẽ phải chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng. Ngân hàng Nhà nước cũng có quyết định điều chỉnh tăng lãi suất huy động vốn lên mức 14% một năm. Chủ trương chặn đầu SIM rác của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 nhằm kiểm soát và quản lý tốt thị trường viễn thông di động. Dịp nghỉ lễ vừa qua, tại nhiều điểm du lịch, các loại hình dịch vụ được dịp tăng giá theo kiểu té nước theo mưa. Văn hóa kinh doanh du lịch coi đồng tiền lợi nhuận thu được là trên hết, khiến không ít du khách mệt mỏi sau kỳ nghỉ. Nếu tiếp tục làm du lịch theo kiểu thời vụ mà không nghĩ đến việc phải xây dựng và phát triển theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và lâu dài, e rằng một vài năm tới, các điểm du lịch nổi tiếng của nước ta, dẫu có đẹp cũng khó giữ được chân du khách. Với chủ đề cộng đồng ASEAN trong một cộng đồng các quốc gia toàn cầu, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Jakarta, Indonesia với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận phương hướng và biện pháp tiếp tục thúc đẩy triển khai lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác để giải quyết giá lương thực và năng lượng đang tăng nhanh nhằm đảm bảo cung cấp lương thực, năng lượng và nước sạch cho người dân, đồng thời thành lập trung tâm điều phối ASEAN để hỗ trợ nhân đạo và quản lý thiên tai. Thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch ngày 11 tháng 9 năm 2001, đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của lính Mỹ ở ngoại ô thủ đô Islamabad của Pakistan vào rạng sáng ngày 2 tháng 5. Cái chết của nhân vật bị truy lùng gắt gao nhất thế giới khó có thể sẽ là dấu hiệu chấm hết hay mới chỉ là sự khởi đầu cho những hoạt động khủng bố cực đoan tiếp theo của Al-Qaeda. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng nhất mà ai cũng phải công nhận, đó là sự kiện Osama Bin Laden bị tiêu diệt sẽ là một phần quan trọng trong cuộc cạnh tranh bầu cử tổng thống giữa ông Barack Obama và các đối thủ chính trị từ Đảng Cộng Hòa. Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi thoát nạn trong một cuộc tấn công của NATO, song con trai út của ông cùng ba cháu nội đã thiệt mạng. Không giống như các anh trai của mình, Sheikh Al-Arab không phải là tư lệnh quân đội hay phát ngôn viên cao cấp của chế độ. Sau mất mát kể trên, nhiều người đã nghĩ đến bước ngoặt cho cuộc chiến khi ông Gaddafi có thể sẽ xuống thang để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người còn lại trong gia đình. Chỉ biết rằng, về phía NATO, cuộc không kích chẳng mấy đem lại thắng lợi quân sự, còn tổn thất gây ra cho thường dân Libya thì lại là quá lớn.